Em chào bà con nha. Thiệt tình đó chứ, bức xúc lắm á, mới làm cái video ra gọn. Nó nghĩ làm sao, nghĩ làm sao mà nó nói mình chảnh, không có tiền, mà xài hàng sang, xài hàng xịn. Trời ơi, da tôi nó xấu hầu giờ mà. Hồi xưa không có tiền ăn, không có biết chăm sóc da cho nên mụn nó lên, rồi cái là nó rỗ rồi nó xấu da, mà vô mùa lạnh này nữa nè. Chô cha, da tôi thâu cho nó bong tróc giấy đồ lên nhìn gớm lắm. Mà tôi biết tới cái này nè, tôi biết tới cái thương hiệu này nè, này nè, tôi mua về tôi xài mà nghĩ làm sao nó nói tôi sang chảnh. Trời ơi, tôi không hiểu nào nữa. Cái mặt của tôi mà, cái mặt tiền mà mình rủi mình nó có chuyện gì một cái rồi tôi biết làm sao. Trời ơi, tôi bỏ ra 200-300 ngàn tôi mua kem về tôi xài mà nó không hợp với cái mặt của tôi cũng đành lòng tôi bỏ mà. Chứ dám 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 xài nè, xài rồi rủi cái mặt của mình nó bị làm sao rồi sao? Rồi làm sao đi ra đường? Trời đất ơi, cái gì nó an toàn thì mình xài chứ. Trời ơi, mà tôi xài rồi tôi bán chứ. Tôi xài là nhìn cái mặt của tôi nè, bữa nay nó đâu có còn mụn nữa đâu. Mà tôi xài tôi bán chứ đâu phải là tôi bán mà tôi không dám xài đâu. Chừng nào mà tôi bán mà tôi không dám xài thì mới nói tôi chứ. Trời ơi, bức xúc chịu không nào luôn á. Bức lắm á, xúc lắm á. Mới đang lên nói giờ chứ nghe cái giọng bình định thiệt tình rồi, chứ nghe cái giọng thiệt không muốn nói chút nào hết á. Mà cũng phải nói cho biết. Nói cho biết là tôi không có sang chảnh nha. Vậy đi.